Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cửa làm cái dự án ARB Roger. Dự án này đang có giá là khoảng 6 đô la một ACC, thì dành cho những cái bạn đã giành được IROP ở trên mạng ARB, tức là chúng ta đã nhận được IROP trước đây ở những cái ví này. Thì bạn nào mà chưa có claim thì các bạn làm theo hướng dẫn của admin để claim nhé. Mọi người ấn vào link add để ở bên dưới video, phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm. Và đây thì mọi người sẽ connect đến ví MetaMask của mình nhé. Sau đấy thì ở dưới này thì chúng ta sẽ có cái nút claim, thì mọi người ấn claim nhé. Đấy, chúng ta mất một ít phí này. Dạ, cái này thì hình như là nó mới có rất là nhiều và nó claim chưa đến một nửa đâu, thì mọi người claim thử xem còn được hay không này. Bạn có thể yêu cầu iDozer bây giờ tổng cung là 21.000 tỷ hay gì đây, mà thông báo hiện có sẵn cho những người được nhận iDrop ARB theo yêu cầu, mà thông báo iDozer chưa được yêu cầu trong vòng 31 ngày sẽ được sử dụng cho chương trình phần thưởng khuyến khích dài hạn của cộng đồng. iDozer sẽ được phân phối cho những người đóng góp hàng đầu của cộng đồng Abyss chung và bị đốt cháy. Còn bạn nào mà chưa claim thì các bạn claim nhé. Còn cái đây là cái link các bạn mời bạn bè của mình cùng tham gia nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ check thử xem nào. Cái gì đây? À, staking, nó có cả stake đây. Staking, lucky draw, bài cũng có thể mua được hả? Mua không? Mua ở trên này luôn nào. Chúng ta thử lên ấy xem nhé. Chúng ta lên sàn bán thử xem nào. Lên sàn các bạn connect đến ví nhé. Dán cho ad iDozer đây tối đa đang được còn khoảng 5 u mọi người ạ. Các bạn ấn app này, chúng ta phê duyệt nhé, phê duyệt tất cả này. Đấy, chúng ta ấn hoán đổi nhé. Xác nhận. Không ấy được đâu mọi người ạ. Thử xem nào. Chúng ta tăng cái slip lên xem nào. Tăng slip lên thì được mọi người nhé. Để slip quá ít thì không được. Chúng ta thử đổi xuống xem là khoảng 1% xem nào. 1. Một thì được mọi người nhé. Các bạn để 0,1 thì nó thấp quá. Cái phí của nó cũng khá là đắt, 0,59 với phí nó khoảng mất 1 u thì chúng ta vẫn được khoảng 4 u đấy mọi người. Để bạn nào mà chưa làm thì các bạn làm nhé. Link ad sẽ để bên dưới video, phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của ad nhé.